Bà bầu ăn bơ được không? Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường có khá nhiều thai phụ sẽ gặp vấn đề về táo bón khi mang thai. Tình trạng có thể đi kèm với các vấn đề về đường tiêu hóa khác như ợ nóng, nôn mửa. Tất cả những điều này đều tạo ra những rắc rối nhất định, đặc biệt là khi bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ trong quá trình bầu bí. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây vừa ngon, vừa bổ, lại đẩy lùi trứng táo bón, thì đừng bỏ qua những thông tin trong video ngay sau đây nhé. Thứ nhất, bà bầu có nên ăn bơ? Quả bơ được xem là một loại trái cây rất an toàn trong chế độ của mẹ bầu. Chúng chứa một lượng khá cao chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo tốt, vitamin và khoáng chất khác. Tất cả đều tốt cho quá trình mang thai. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bà bầu nên ăn bơ với lượng vừa phải. Thứ hai, giá trị dinh dưỡng mà bơ đem lại cho các mẹ bầu. Cung cấp axit folic. Tình trạng cơ thể mẹ bầu bị thiếu hụt axit folic có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ. Thai nhi cần có đủ axit folic để tăng trưởng và phát triển. Trong khi đó, bơ là nguồn dưỡng chất khá phong phú và có thể cung cấp khoảng 5mg axit folic trên 100g thịt quả bơ. Do vậy, mẹ bầu hãy cân nhắc bổ sung dưỡng chất này cho thai kỳ bằng việc ăn bơ nhé. Hỗ trợ thiếu máu. Như đã nói ở trên, bệnh dạ dày và táo bón diễn ra khá phổ biến trong thai kỳ. Tin vui là mẹ bầu hoàn toàn có thể đẩy lùi những tình trạng này bằng cách ăn bơ. Hàm lượng chất xơ phong phú trong quả bơ sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp quá trình đi vệ sinh của mẹ trở nên dễ dàng hơn. Giảm ốm nghén. Ốm nghén cũng nằm trong những triệu chứng khó chịu khi mang thai và dễ dàng đánh gục bất kỳ mẹ bầu nào trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Dẫu cho như vậy, bạn cũng đừng vội đầu hàng mà hãy cân nhắc đến việc ăn trái bơ xem sao. Lượng vitamin C có trong quả bơ rất tốt trong việc chống lại cảm giác buồn nôn khi mang thai và mệt mỏi. Giảm chuột rút. Thông thường, tất cả phụ nữ mang thai sẽ gặp hiện tượng chuột rút ở chân tại một vài thời điểm nào đó. Tình trạng này có thể được giải tỏa bằng cách bổ sung thêm kali và canxi vào chế độ ăn. Bơ trở thành một lựa chọn tuyệt vời với tỷ lệ đáng kể của cả hai loại khoáng chất trên. Từ đó, giúp giảm đau do chuột rút khi mang thai. Kiểm soát nồng độ cholesterol và đường. Chế độ ăn uống thiếu cân bằng đi cùng những cơn thèm ăn có thể khiến nồng độ cholesterol và đường trong máu của mẹ bầu vượt quá giới hạn cho phép. Tình trạng này có thể giảm xuống một cách tích cực nếu mẹ bầu ăn bơ. Bơ có tác dụng trong việc giữ cho mức cholesterol và đường trong tầm kiểm soát. Hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng. Bơ không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn giúp cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng từ các thực phẩm khác nhanh hơn. Ví dụ, bơ giúp cơ thể hấp thụ carotene, một chất chống oxy hóa từ khoai lang, rau xanh và cà rốt. Giảm nguy cơ tiền sản giật. Hàm lượng kali phong phú trong quả bơ sẽ giúp điều chỉnh huyết áp của mẹ bầu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc tiền sản giật. Mặt khác, bà bầu ăn bơ có thể phần nào giúp hạn chế nguy cơ mắc các vấn đề về tim trong tương lai. Thứ ba, bà bầu nên ăn bao nhiêu bơ một ngày? Những mặt tốt của việc ăn bơ sẽ nhanh chóng phản tác dụng nếu như mẹ bầu ăn quá nhiều. Việc ăn điều độ, đa dạng các loại thực phẩm, hoa quả luôn là chìa khóa vàng cho sức khỏe. Nếu mẹ bầu chỉ ăn một loại trái cây thì thường có thể cung cấp cho cơ thể một vài nhóm chất dinh dưỡng, khoáng chất và chất béo nhất định. Do vậy, bạn chỉ nên ăn khoảng 1/2 đến một quả bơ mỗi ngày để có thể ăn các loại trái cây khác, tránh mọi tác dụng phụ không mong muốn. Thứ tư, ăn bơ quá nhiều có hại không? Dưới đây là những tình huống bạn có thể phải hạn chế hoặc ngừng ăn bơ. Nếu bạn bị thừa cân khi mang thai và phải kiểm soát cân nặng, bạn không nên ăn bơ hoặc chỉ ăn với mức hạn chế. Tuy được đánh giá là chất béo tốt, nhưng lượng calo trong quả bơ vẫn có thể khiến bạn tăng cân. Nếu bị dị ứng với lactic, thì bà bầu nên hạn chế ăn bơ vì các thực phẩm như bơ và chuối đều có liên quan đến tình trạng dị ứng lactic. Bà bầu ăn bơ một cách vừa phải và điều độ là điều được khuyến khích. Bạn hãy kết hợp bơ với một vài thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau quả để tăng thêm phần ngon miệng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Thứ năm, những lưu ý cho bà bầu khi ăn bơ. Một lưu ý khi các mẹ lựa chọn bơ là bơ phải chín tới, không nẫu hay ủng. Khi bổ ra, phần ruột bên trong có màu vàng tươi, ăn không đắng mà béo ngậy, hột có màu nâu sậm, không dính. Các mẹ nên nhớ, khi ăn, khi nắn bơ, mềm tay thì mới bổ. Vì nếu bổ khi bơ còn xanh, thì bơ rất khó để chín lại,
và nếu cố ăn thì sẽ có vị đắng, và nếu làm sinh tố sẽ có vị chan chát khi ăn. Đừng để bơ quá lâu trong tủ lạnh, sẽ mất hương vị, nên mua để ăn trong 1 đến 2 ngày. Bơ còn xanh thì để ngoài cho chín, rồi mới giữ trong tủ lạnh. Có rất nhiều cách chế biến với món bơ để cho các mẹ có thể tùy ý lựa chọn. Đặc biệt là món sinh tố bơ thơm ngon bổ dưỡng, các mẹ hãy thử thực hiện nhé! Chúc các mẹ và bé cưng của mình luôn khỏe mạnh. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông thông báo để nhận thêm nhiều video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ trong những video sau.